Ngày 25 tháng 11, buổi sáng đầu tiên được hít thở không khí của quê hương, chúng tôi thức dậy thật sớm vì cảm giác nôn nao làm cho chúng tôi khó ngủ. Mùi hạnh phúc bốc lên từ căn phòng ấm cúng xinh đẹp mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi hơn 10 năm trước. Tôi và nhà tôi quỳ gối bên nhau để tạ ơn Chúa vì Ngài đã đáp lời cầu xin của chúng tôi. Sau bao nhiêu những chặng đường gian khổ, chúng tôi đã từng thưa với Ngài rằng cho chúng tôi được trở về Đà Nẵng, ngủ trong ngôi nhà thân yêu của mình một đêm, chỉ một đêm thôi, rồi sau đó thế nào cũng được. Bây giờ ước mơ đã thành hiện thực, không phải chỉ một đêm mà Chúa ban cho nhiều đêm tràn đầy phước hạnh. Bước đi ung dung trên con đường quen thuộc, lòng khấp khởi niềm vui. Hai bên đường là những hàng cây phượng vĩ. Mùa đông nên cây chẳng có hoa, cũng chẳng có tiếng ve nào rên rỉ. Mùi cà phê thật quyến rũ bốc lên từ một quán sang trọng bên đường. Tôi đứng lại một lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp và thầm nhủ trong lòng sẽ đến đây vào một ngày nào đó. Băng qua ngôi trường trung học, cái cảm giác đợi chờ mỗi lần đưa đón những đứa con của mình của năm xưa sống lại. Đi thêm một chặng nữa, mùi cống rãnh cùng với mùi hôi từ những thùng rác ngổn ngang bên đường làm ô nhiễm một khoảng trời. Tôi nắm chặt bàn tay nhà tôi trong tay mình để giữ lấy mạng sống vì quang cảnh xe cộ chạy trên đường thật hãi hùng và đáng sợ. Trước ngày rời Mỹ, chúng tôi đã cầu xin Chúa cho chúng tôi dắt đưa được 20 linh hồn về với Ngài trong suốt chuyến đi. Vì vậy, chúng tôi tận dụng mọi thời gian và cơ hội có được để làm chứng cho Chúa Giêsu về tình yêu của Ngài cho những người mình gặp được. Từ xa, một người phụ nữ gầy ốm, tóc tai bơ phờ đang bày bán rau quả, nào chuối chát, hành ngò, cải xanh và những thức ăn khác, từ trong điện ngọc mang về bằng chiếc xe Honda bám đầy bụi cát. Chúng tôi cảm thấy nôn nao kỳ lạ trước cái cảnh chợ chồm hổm rất quen thuộc của quê hương. Chúng tôi ngồi xuống bên người đàn bà, mua một vài thứ cho chị vui và bắt đầu câu chuyện về một đấng yêu thương. Trời ban mai trong vắt, lòng chúng tôi nhẹ nhàng, tràn ngập tình yêu của cứu Chúa. Một thứ tình yêu lạ lùng và bất tận, từ một suối nguồn không bao giờ khô cạn. Ngày 28 tháng 11, Chúa Nhật đầu tiên tại quê hương. Trước đó vài ngày, chúng tôi cầu xin Chúa cho chúng tôi đến bất cứ một hội thánh nào mà đầy tớ Chúa nơi đó cảm động, cũng như nhu cầu của hội thánh muốn được gầy dựng và hâm nóng lại đức tin của mình. Sau khi được Chúa cảm thúc, chúng tôi gọi điện thoại cho mục sư Phước, quản nhiệm hội thánh An Trung, để xin làm chứng về ơn phước của Chúa. Tạ ơn Ngài, nghe tiếng tôi, đầy tớ Chúa rất vui lòng nhận lời. Buổi sáng hôm đó, quả thật hội thánh Chúa tràn ngập niềm vui vì được khích lệ qua những gì tôi kể lại về quyền năng và sự thương xót của Ngài đã thi thố trên đời sống của chúng tôi trong suốt những năm xa xứ. Giờ thờ phượng kết thúc, một đám đông con cái Chúa vây quanh chào hỏi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trên khuôn mặt của nhiều người rạng rỡ niềm vui, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì chính ở đây đã nhiều lần Chúa cho phép chúng tôi đến để hầu việc Ngài trong nhiều năm về trước. Chúng tôi nhận ra một điều quý giá, đó là tình yêu của con cái Chúa vẫn như xưa, ít khi thay đổi cho dù cuộc sống bên ngoài đã thay da đổi thịt. Họ có đời sống đạo đáng trân quý, đó là sự khiêm nhường, mềm mại, đơn sơ, hiền hòa, không giàu có mà cũng chẳng kiêu sa. Chiếc taxi lao nhanh qua chiếc cầu cũ kỹ, bắc ngang sông Hàn. Bên dưới là một màu xanh biếc cùng những đợt sóng nhỏ lao xao. Trong lòng chúng tôi cũng có những đợt sóng trào dâng trong tiếng gọi của Đức Chúa Trời, đem tình yêu của Cứu Chúa Giêsu rao báo cho những linh hồn chưa được cứu. Ngày 7 tháng 12,
chúng tôi được mời tham dự buổi hiệp nguyện của các mục sư truyền đạo tại Hội Thánh Hòa Mỹ. Chúng tôi không đủ lời cảm ơn Chúa về sự ban cho dư dật của Chúa trong việc xây cất đền thờ cho Ngài. Ngôi giáo đường mọc lên lộng lẫy nguy nga, tọa lạc bên con đường lộ chính đông đúc người qua lại. Gặp lại những dáng dấp thân quen, những đầy tớ Chúa khả kính, cùng với một lực lượng của các truyền đạo trẻ đầy sức sống và nhiều hứa hẹn, chúng tôi thầm cảm ơn Chúa bởi vì cớ cho dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo của xứ sở, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín trong sự cung cấp các nhu cầu và nuôi dưỡng các tôi tớ của Ngài. Tại đây chúng tôi có được 10 phút làm chứng cho công việc của Đức Chúa Trời trên xứ sở Hoa Kỳ, cùng với những ân phước mà Ngài đã kêu gọi chúng tôi bước vào chức vụ hầu việc Ngài trọn thời gian. Cũng chính từ đây chúng tôi có dịp được mời thăm viếng một số hội thánh. Có ai biết rằng giữa vùng giáp ranh của Hòa Khánh và những dãy Trường Sơn Tây Nam Đà Nẵng đã mọc lên một ngôi giáo đường thờ phượng Đức Chúa Trời. Từ bên ngoài cổng ngõ, chúng tôi đã nhận thấy tình yêu của Chúa hiện rõ trên từng khuôn mặt của những người tiếp tân. Bước vào bên trong là một quang cảnh đầy ấn tượng, thể hiện sự ngăn nắp trật tự của tình yêu thiên thượng. Đầy tớ Chúa là thầy truyền đạo Bích Sơn, một họa sĩ có biệt tài đã từng sáng tác bao nhiêu tác phẩm về Chúa Giê-xu. Nơi đây Chúa đã dùng chúng tôi một cách đặc biệt trong sự dùng lời Chúa để chia sẻ và bày tỏ những kinh nghiệm được Chúa đi cùng, đem lại nhiều khích lệ và thỏa lòng cho người nghe. Trong buổi sáng hôm đó, một sinh viên tự nguyện bước lên xin tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Cảm ơn bà ngồi Đức Chúa Trời đã dùng một gia đình con cái Chúa mà chồng là người Anh, vợ là người Việt đã cảm động dâng một số tiền lớn để mua đất và xây dựng nhà thờ trong niềm vui ngoài suy tưởng. Ngày 10 đến ngày 18 tháng 12 là những ngày tận dụng thì giờ có được, chúng tôi đi sâu vào các ngã đường của thành phố mới mở rộng. Những tòa nhà đồ sộ mọc lên, nào là khách sạn, nào là cơ quan nhà nước, nào là các cơ sở kinh doanh chen chúc nhau ra dáng vẻ của một thành phố thương mại trên đà phát triển. Các cửa hiệu bán quần áo nối tiếp nhau bày biện thật quyến rũ. Trên nhiều con đường xinh đẹp im ắng với những quán cà phê nổi tiếng, chỉ cần nhắc đến cái tên của nó là người ta hẹn nhau đến được mà không cần nhớ đến địa chỉ, chẳng hạn như cà phê Trúc Lan Viên hay Huế Xưa, vân vân. Cuộc sống thay đổi, cho nên những kẻ giàu có biết học cách tiêu pha, xài tiền cho thỏa thích. Đó cũng là cách người ta vừa hưởng thụ vừa làm ăn, tạo mối quan hệ thoải mái để xin việc làm hay ký kết các hợp đồng thương mại. Con người ở đây bây giờ ăn diện trông có vẻ tử tế hơn những năm dưới thời bao cấp. Nam giới mặc veston hoặc sơ mi thẳng nếp, người nào cũng cặp da và điện thoại di động. Phụ nữ trong những y phục thời trang khác xa với những thời kỳ chưa đổi mới. Tuy nhiên, đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài của một số thành phần làm ăn phát đạt. Số còn lại chỉ lay lất sống qua ngày, nghèo vẫn cứ nghèo, buôn gánh bán bưng. Trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, một cụ già tuổi trên 80 bao nhiêu năm rồi, bốn mùa mưa gió, vẫn sống qua ngày với cái thúng bánh ú, bánh chưng. Điều kinh khủng nhất là giao thông không luật lệ, bất chấp đèn đỏ, đèn xanh tranh giành sự sống, mà người bị coi khinh, rẻ rúng. Xe hơi, xe máy, xe đạp, taxi chen chúc nhau không có lối dành riêng cho loại xe nào. Người đi bộ băng qua đường có thể mất mạng trong tích tắc vì không ai nhường quyền ưu tiên cho họ. Tuy nhiên, vì sống lâu ngày trong môi trường như vậy, cho nên người ta vẫn bình thản. Dường như mọi người chỉ muốn cướp lấy thời gian để chạy theo cho kịp với cuộc sống mới, tranh giành lợi lộc cho bản thân mình. Tiếng còi hối thúc nhau in ỏi, tiếng chửi thề văng tục hay ẩu đả nhau là chuyện thường tình xảy ra trên đường phố. Trong bệnh viện chật ních những bệnh nhân đầy máu me vì tai nạn giao thông trong khoa cấp cứu. Chúng tôi quỳ gối thưa với Chúa mỗi ngày nhiều lần hơn và khẩn thiết cầu xin Ngài thăm viếng dân tộc chúng tôi và cứu lấy bao nhiêu linh hồn đang hư mất, đồng thời cầu xin Chúa gìn giữ mạng sống chúng tôi mỗi khi ra đường.
ban đêm vẫn thường xảy ra những vụ trộm cướp, giật tiền bạc hay dây chuyền mà nạn nhân thường là phái yếu. Trước cổng nhà tôi từng đêm tiếng chó sủa không ngớt, âm thanh náo động của đám người say rượu thường hay la lối hòa lẫn trong tiếng khóc trẻ con. Ban ngày, vài bà phụ nữ hàng xóm theo dõi bên trong cổng nơi chúng tôi ở. Mọi sinh hoạt của chúng tôi luôn có những con mắt rình mò khó chịu. Nhà chúng tôi chú cho kính cổng cao tường nhưng luôn mở rộng cửa để tiếp đón người thân quen trong Chúa. Chúng tôi thường xuyên quỳ gối với nhau để cầu nguyện cảm tạ Chúa và dâng lên Ngài những năng đề mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà nhiều người tò mò để ý rồi trình báo với công an. Cuộc sống của con người ở đây tất bật hơn xưa, kẻ ác nhiều hơn người lương thiện. Mọi người dường như bị quay cuồng trong cơn lốc vật chất. Mùi thế tục cũng đã len vào trong hội thánh. Chúng tôi đã tiếp xúc với một vài con cái Chúa. Họ tự hào rằng xuất thân từ những gia đình tin lành nồi và là tín đồ của những hội thánh tên tuổi, nhưng lại muốn mua nhà của chúng tôi để kinh doanh nghề massage. Trước đây, chúng tôi ao ước sẽ có một ngày rất gần sẽ trở về quê hương sinh sống và phục vụ Đức Chúa Trời tại nơi chung nhau cát rốn của mình. Nhưng bây giờ, cái ý nghĩ đó không còn mấy mặn mà, trừ phi Đức Chúa Trời ra lệnh và sai phái. Mới về hơn một tháng mà nhà tôi như kẻ mất hồn. Còn tôi, cuộc sống cũng có nhiều ưu tư và xáo trộn. Tuy nhiên là tôi tớ của Đức Chúa Trời, chúng tôi vui lòng gánh chịu mọi gian nan, chịu khổ trong sự hầu việc Chúa là phần phước của mình. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng trong mọi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời sẽ luôn đứng bên cạnh mình để bảo vệ và giải cứu. Chúng tôi sẽ không ngại khổ, miễn là mang được sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đến cho nhiều người. Ngày 4 tháng Giêng năm 2011, đó là một đêm kinh hoàng vì kịch bản của quá khứ được diễn lại. 11:30, có tiếng kêu cửa, âm thanh mỗi lúc một sẵn sớm hơn, rồi sau đó là tiếng rung cửa lát két. Tiếp theo là chuông điện thoại bàn reo lên. Nhà tôi hốt hoảng: công an xét nhà. Để anh mở cửa, có gì mà sợ? Tôi nói giọng bình tĩnh để trấn an vợ. Tôi vừa bước xuống cầu thang, vừa khoác vội chiếc áo sơ mi cho lịch sự. Mở xong ổ khóa cửa sắt bên trong, tôi bình thản bước ra mở cổng. Từ bên ngoài, một đám người đông đúc mặc sắc phục ùa vào cùng với dùi cui, súng ống, máy quay phim, phụ nữ thì đeo mạng. Tôi thản nhiên và mỉm cười hỏi: mấy anh xét nhà hả? Vâng, lệnh kiểm tra toàn thành phố. Tôi định hỏi lệnh ở đâu, nhưng nghĩ lại không muốn làm căng thẳng vô ích nên nhã nhặn: mời các anh ngồi. Tôi chỉ những chiếc ghế sofa trong phòng khách. Họ ngồi xuống, còn tôi để tâm trí mình với Chúa, thỏ thẻ để kêu xin Ngài ban cho tôi sự khôn ngoan trong lời nói, cùng với sự bảo vệ che chở trong cánh tay quyền năng mà tôi hoàn toàn tin cậy. Trên bàn, một cuốn sách Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1985 mà tôi đã mang về chuẩn bị để đối phó. Mấy cuốn kinh thánh nằm ngổn ngang cùng với những đống sách vở khác chất từng đống dưới đất. Bên ngoài, một người trạc tuổi 30 say đắm với chiếc máy quay phim trong tay. Anh ấy để ống kính thật gần với câu gốc: tôi và nhà tôi phục sự Đức Giê-hô-va. Mà tôi dọn nhà đã treo lên trên tủ sách, đang để tạm bên ngoài hành lang. Dường như vừa chụp được một bằng chứng, anh ta hớn hở đưa thẳng ống kính vào mặt tôi, trong khi tôi trả lời người công an mang lon đại úy. Tôi liền nghiêm nghị hỏi: tại sao anh lại quay phim? Tôi không đồng ý anh làm điều này. Chúng tôi đâu phải là tội phạm. Tôi yêu cầu anh ngừng quay. Anh ta bỏ ngay máy quay xuống im lặng. Người mang lon đại úy giải thích giúp: anh ấy chỉ làm phận sự cho chương trình Vì An Ninh Tổ Quốc. Nhưng tôi không muốn anh ấy quay phim, bởi vì biết đâu rất có thể đưa những thông tin sai lạc. Cuốn sách Bộ luật hình sự đang ở trên bàn, tôi đã đọc kỹ. Thật lạ lùng, họ im phăng phắc.
Từ trong sâu thẳm của lòng tôi thầm cảm tạ ơn Chúa, đó là tiếng nói và mệnh lệnh đến từ đấng quyền năng, chứ không phải là tôi. Nếu không bởi sự can dự của Ngài, thì tình huống sẽ không dễ dàng thay đổi như những gì đã xảy ra. Nhà anh chị hiện tại có mấy người? Viên sĩ quan hỏi. Dạ, có hai, tôi và nhà tôi. Còn hai em học trò cũ của tôi đến thăm đang ngồi trên lầu. Tôi giải thích thêm. Mấy em đang xem ảnh, vì chúng tôi đi chơi bà nà vừa mới về. Dường như họ không quan tâm mấy về những gì tôi đang nói. Ngay lúc đó, hai người học trò của tôi bước xuống trong bộ áo quần ngủ, thản nhiên bước ra bên ngoài và biến mất trong đêm. Sau đó, họ xem tất cả những giấy tờ tùy thân của tôi và yêu cầu lên lầu khám xét. Tôi cùng đi với họ. Chẳng hiểu vì sao mới lên lầu 1, họ lại muốn quay xuống ngay. Tôi nài nỉ. Xin các anh vui lòng đi hết các phòng. Họ miễn cưỡng bước theo và khám xét cho có lệ. Trở lại tầng trệt, họ giải thích với chúng tôi. Anh chị vi phạm luật ban hành năm 2007. Anh chị ở nước ngoài về bắt buộc phải khai báo tạm trú. Ồ, thế à? Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không biết rõ điều này. Hôm chúng tôi về có hỏi người lễ tân khách sạn ở đây, thì anh ấy nói rằng chúng tôi không cần phải khai báo vì chúng tôi là chủ nhà. Không phải vậy đâu, phải khai báo. Bây giờ tôi lập biên bản và anh chị ký vào. Chờ khoảng 10 phút sau, biên bản làm xong, tôi đọc lại và ký. Ngày mai lúc 8 giờ mời anh chị ra đồn làm việc, người sĩ quan yêu cầu. Vâng, chúng tôi gặp ai à? Ra đó sẽ có người tiếp. Họ lục tục ra về, trong đó có cả công an thành phố kết hợp với công an địa phương và tổ dân phố. Chúng tôi lại lên lầu và cùng với nhau quỳ xuống, dâng lời cảm ơn Chúa, bởi vì Ngài đã gìn giữ, quan phòng và biết trước mọi sự. Đêm ấy, mọi việc sẽ không dễ dàng nếu như hai ngày trước đó, người thuê nhà của chúng tôi chưa dọn tất cả giường, tủ, bàn ghế của khách sạn ra khỏi nhà, thì chắc họ đã có chứng cớ buộc tội chúng tôi rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời về câu chuyện không vui đã xảy ra vào ngày 2 tháng Giêng. Nguyên căn nhà chúng tôi 4 tầng lầu xinh đẹp, mọc lên ở trung tâm thành phố cách đây hơn 10 năm. Căn nhà mà Đức Chúa Trời ban tặng trong cái nhìn thèm thuồng của bao nhiêu người thuở đó. Lúc ra đi quá gấp nên chúng tôi đã ủy quyền cho một người bạn thân thiết, vốn là học trò ngoại ngữ của tôi nhiều năm trước. Chị ấy nhường lại cho đứa con trai của mình kinh doanh nghề khách sạn mà giấy phép kinh doanh do nhà tôi đứng tên. 7 năm trôi qua, hợp đồng đã hết hạn. Một trong những mục đích của chuyến đi là chúng tôi lấy lại nhà để bán. Ngày chúng tôi về ở đó, mọi việc tưởng chừng như êm đẹp với người chủ kinh doanh trẻ tuổi. Và một đêm nọ, cậu ta ngồi xuống với chúng tôi ở chiếc sofa đối diện, giọng trầm buồn. Thầy cô ạ, con muốn thưa với thầy cô, dạo này làm ăn khó quá, cho nên xin thầy cô miễn cho con tháng 11. Chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười nhìn người trai trẻ. Một sự cảm thông chợt lóe lên vì nghĩ rằng chắc làm ăn khó thật nên cậu ta mới hạ mình như thế, như đã có sẵn một quyết định trong lòng, nhưng tôi cũng dè dặt. Được rồi, chú sẽ nói chuyện với mẹ cháu. Thứ ba chị Lành về phải không? Vâng, con đã gọi điện thoại cho mẹ. Khoảng 8 giờ ngày mai mẹ con xuống phi trường. Sáng hôm sau, trong khi mời hai cô nhân viên làm buồng dùng điểm tâm với chúng tôi, bỗng cô trẻ tuổi tên Hiền lên tiếng. Thầy cô à, anh Tuân tử tế với tụi con lắm. Anh ấy đang lo xoắn ruột vì không có tiền để trả lương cho chúng con tháng 12. Tết lại sắp đến, khách sạn lại ngừng. Anh ấy đang lo cho tụi con không biết sẽ làm gì để sinh sống. Chắc còn phải trở về cái nghề cũ, đi phụ hộ cho người ta. Nghe câu chuyện như vậy, chúng tôi chạnh lòng và cảm thấy thương mến Tuân nhiều hơn. Cho nên tôi gọi hai vợ chồng Tuân đến ngồi cùng bàn để cho hay quyết định của mình. Chú có nghe cô Hiền nói về công việc làm ăn của vợ chồng Tuân ở đây, cũng như tấm lòng của hai vợ chồng đối với những người làm công cho mình, làm cho chú cảm động. Chú đã bàn với cô đêm qua là sẽ không lấy tiền thuê nhà tháng 11.
Số tiền nợ của tháng trước chú cũng biếu luôn, tổng cộng 500 USD. Còn nữa, trong tháng 12 này, hai cháu cứ tiếp tục kinh doanh, kiếm thêm một số tiền để có trang trải cho những chi phí. Chú và cô sẽ không lấy tiền thuê, hoàn toàn miễn phí. Không khí im lặng. Trên đôi mắt Tuân biểu hiện sự cảm xúc. Cậu ta có vẻ quá ngạc nhiên trước những đề nghị mà có lẽ Tuân chưa bao giờ dám nghĩ đến. Giọng của Tuân trầm xuống. Nghe thầy cô nói như vậy, con cũng rất cảm động và biết ơn. Nếu như thầy cô không cho, thì thật tình mà nói, con cũng không có tiền để trả. Lòng tôi tràn ngập niềm vui vì đã quyết định một điều có ý nghĩa. Từ trong sâu thẳm của lòng mình, chúng tôi muốn giúp đỡ và khích lệ đôi vợ chồng trẻ này, vì họ là con trai và dâu của người học trò cũ thân thiết với gia đình chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự yêu thương mà Chúa Giêsu đã đặt trong lòng chúng tôi, để những người chung quanh mình cảm nhận được thế nào là tình yêu của Ngài. Hơn một đôi lần chúng tôi đã ngồi xuống để làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa cho đôi vợ chồng này. Giữa thời buổi kinh tế cực kỳ khó khăn, số tiền trên không phải là nhỏ mà không phải ai cũng làm được. Nhưng nếu đổi được hai linh hồn kia khi họ bằng lòng tiếp nhận Chúa, hay ít ra họ cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, thì số tiền kia chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng chuyện đời thường cũng có những nghịch lý của nó. Không phải tất cả mọi người đều sống nhân nghĩa và biết ơn. Một ngày nọ, nhà tôi nói với Tuân khi cậu ta đến để di chuyển những đồ đạc. Tuân ạ, cô nghĩ Tuân không nên gỡ cái máy nước nóng và những cái máy lạnh đã cũ rồi. Khi người mua đến, nhìn thấy nhà cửa không giống ai được, thì khó bán lắm. Tuân đỏ mặt thay đổi thái độ, giọng hằn học. Bộ, cô muốn chiếm đoạt tài sản của tôi sao? Tôi sẽ gỡ tất cả vào thứ năm này. Nói xong, cậu ta vùng vẫy bước ra ngoài cổng la làng lớn tiếng. Tao sẽ sang bằng cái nhà này, tao đã ở đây 7 năm rồi chứ ít đâu. Cho mấy trăm bạc mà cũng nhắc, thuê nhà 7 năm, lưu phước vài ba tháng là chuyện thương tình. Chúng tôi rất bực dọc vì thái độ tráo trở của Tuân, nhưng kịp nhớ đến lời dạy của Chúa. Phải tha thứ và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em, nên chúng tôi nhẫn nhục. Ngay trong chiều hôm đó, Tuân đến cùng một đoàn người nhân công. Tuân la ó, rung cửa ngoài cổng và có thái độ của một tên côn đồ hung hãn. Tôi ra mở cửa cho Tuân vào và nói với Tuân nhỏ nhẹ. Cháu cứ tháo gỡ những gì của cháu, những gì của chú để lại cho chú. Những gì trước kia đã di chuyển đi nơi khác, Tuân chịu khó trở về cho chú đi. Cậu ta lầm lì, trong vẻ mặt hách dịch và thách đố. Cậu ta luôn khoác cái dáng vẻ ở trong tư thế là tay anh chị ngang tàn. Thầy cứ tin con hứa sẽ đem về 85% những đồ đạc đã di chuyển trước đây về cho thầy. Con ra đi, nhưng để lại cái đức. Tôi đã nhìn thấy cái đức của cậu ta rồi. Thư thả bước xuống cầu thang, để mặc cho cậu ta làm gì thì làm, và chỉ mong mọi việc êm thấm. Cuối cùng một đám người nhân công khổ sở và nghèo khó, dưới lệnh chỉ huy của Tuân, đã hấp tấp tháo gỡ giường tủ cùng với mọi thứ ra khỏi nhà. Nhìn những hình ảnh diễn ra trước mắt chẳng khác nào cái cảnh người ta xiết nợ. Cuối cùng chẳng những Tuân đã không đền bù những cái máy lạnh đã làm hư hỏng như Tuân đã hứa, mà còn tháo gỡ luôn cái máy lạnh loại tốt của chủ nhà và thay vào chiếc máy rẻ tiền. Tuân còn hứa hẹn sẽ đem trả lại những tủ giường, cây cảnh mà đã di chuyển đi nơi khác, cùng với những sửa chữa cần thiết như đã cam kết trong hợp đồng ủy quyền kinh doanh khách sạn. Những lời hứa của cậu ta đã tan theo mây gió. Cậu ta không trả lời điện thoại và dường như đã đổi số. Tất cả những thiệt hại phía bên chủ nhà tính ra trên 20 triệu. Đó là chưa kể số tiền mà chúng tôi đã bỏ ra mua cái quầy lễ tân đã cũ rích để giúp cho Tuân, trong khi cậu ta hỏi mượn 5 triệu đồng để giải quyết công nợ. Trong cái nhìn của con người, đó là hình ảnh xấu xa nhất của sự bất nhân bất nghĩa. Nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời,
chúng tôi là những người được phước vì có cơ hội được rèn luyện thêm sự nhịn nhục và lòng tha thứ. Ngoài ra, chính vì bi kịch của lòng người tráo trở này mà Chúa đã giải thoát chúng tôi qua cơn bắt bớ. Nếu trong đêm đó mọi thứ trong khách sạn vẫn còn nguyên, trong khi có một đôi thanh niên nam nữ học trò tôi đến thăm chơi đang ở đó sau 12 giờ đêm, thì liệu điều gì sẽ xảy ra ai biết được. Phải thành thật nói rằng, trong suốt chuyến đi của chúng tôi, Tuân và đoàn người mafia của cậu ấy để lại trong chúng tôi những hình ảnh đau lòng nhất. Đức Chúa Trời nhìn thấy rõ mọi sự, Ngài sẽ binh vực duyên cớ cho chúng tôi. Một người thợ điện của Tuân bị cắt sâu lòng bàn tay khi tháo gỡ chiếc máy lạnh tốt để tráo vào cái xấu. Thật tội nghiệp cho anh ta. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Thi Thiên thứ 32 câu 10. Ngày 5 tháng Giêng năm 2011, chúng tôi có mặt tại đồn công an địa phương đúng 8 giờ. Sau khi gặp anh công an trực, chúng tôi ngồi chờ ở bàn tiếp dân trong một phòng rộng vắng vẻ. Người tiếp chúng tôi là một sĩ quan mang lon đại úy. Anh ấy chào chúng tôi với nụ cười hiền, bình thản như không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi thầm cầu nguyện liên tục, xin Chúa ban cho chúng tôi những lời nói khôn ngoan để không phiền phức. Cho dù chúng tôi biết rõ bản thân mình không làm gì phạm tội, người sĩ quan trao cho chúng tôi những tờ giấy. Anh chị viết tường trình lý do về Việt Nam và đã vi phạm an ninh trật tự xã hội. Có phải anh muốn chúng tôi viết kiểm điểm không vì đã không khai báo tạm trú? Vâng, đúng vậy. Anh chị bây giờ được xem là người nước ngoài nên khi về nước phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. Thưa anh, tôi nghe nói luật này đã bỏ lâu rồi, có đúng không ạ? Không đúng, phải đăng ký. Từ phường này qua phường khác, nếu ở qua đêm cũng phải khai báo. Thế à? Sau khi viết xong, chúng tôi phải điền thêm một số giấy tờ liên quan khác. Công việc chẳng có gì, nhưng cũng mất đi một buổi sáng. Thế nhưng vẫn chưa xong. Ngày hôm sau, chúng tôi còn phải trở lại một lần nữa để kê khai lý lịch của hai vợ chồng với những chi tiết khá kỹ. Trước khi kết thúc, tôi phóng xe Vespa lên ngân hàng nhà nước để đóng tiền phạt. Số tiền theo khung hình quy định là 3 triệu đồng Việt Nam, nhưng theo lời anh cán bộ công an nói rằng, giơ cao đánh khẽ. Trong trường hợp của chúng tôi, chỉ phạt 300.000 đồng tượng trưng vì xét ra sự vi phạm chẳng có gì nghiêm trọng. Chúng tôi cảm ơn người cán bộ rồi vội vã ra về. Thật sự chúng tôi cảm thấy buồn vì mất nhiều thì giờ cho những chuyện không đâu. Tuy nhiên từ trong sâu thẳm lòng mình, chúng tôi biết ơn Chúa vô cùng. Ngài đã sắp xếp mọi sự và giải cứu chúng tôi khỏi những phiền phức. Sự việc từ phức tạp trở nên đơn giản vì có bàn tay của Đức Chúa Trời can dự. Trong khi ở trong đồn, tôi đã gọi một người bạn là học trò cũ của tôi báo cho anh ấy biết. Anh ấy đến ngay và giúp đỡ. Trên cầu vai anh ấy với quân hàm đại tá, anh đã nói chuyện với viên đồn trưởng. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài luôn dự bị mọi sự. Giữa chúng tôi ngoài tình thầy trò, tình bạn hữu, còn có một thứ tình yêu thiêng liêng hơn nhiều, đó là cùng chung một niềm tin. Một vài ngày sau đó, chúng tôi mới hiểu ra cái lý do mà người ta không nêu ra trên giấy tờ, đó là truyền đạo trái phép. Chúng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì được góp phần trong sự chịu khổ của Chúa Giê-xu khi mang lại tình yêu cho những người chưa được cứu. Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời thăm viếng dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa xin Ngài thương xót và ban ơn cho anh em một cơ hội để gặp gỡ chính Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Luca đoạn 23 câu 34. Ngày 10 tháng Giêng năm 2011, Nguyễn Mạnh Cường, một thanh niên vô thần, đã được Đức Chúa Trời biến đổi trở nên con người mới. Sau khi Tuân dọn đi, cậu ta đã ra lệnh cho đám môn đệ của mình khuân đi luôn cả cái bếp ga.
Có lẽ cậu ta làm thế cho hả cơn giận, đến nhà thăm chúng tôi như thường lệ, rồi đi thẳng xuống bếp thấy vắng hoe mọi thứ, Cường rất đổi ngạc nhiên. Thầy ơi, bếp núc ở đâu, sao lại vắng hoe thế này? Tuần đã lấy đi hết rồi em ạ. Ồ, sao mà tệ mạt thế? Rồi thầy cô ăn uống làm sao? Có gì đâu em, ra ngoài ăn đâu đó cũng xong. Thế là ngày hôm sau Cường trở lại với cái bếp ga xách tay cùng với mấy ký thịt heo luộc mua từ trong Quảng Ngãi. Thầy à, cô nấu cơm rồi mình cùng ăn món này nha, chắc thầy cô ngon miệng lắm. Chúng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã dành sẵn Cường cho chúng tôi trong suốt chuyến đi này. Em là món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi để nâng đỡ khi mệt mỏi ngã lòng. Từ ngày gặp lại em tại thành phố quê hương này, Cường luôn ở cạnh chúng tôi và quan tâm chăm sóc nhau còn hơn anh em ruột thịt. Cường đối xử với chúng tôi bằng tất cả tấm lòng của một con người mà Đức Chúa Trời đã thay đổi. Tôi gặp em 8 năm về trước tình cờ tại nhà tôi. Thuở đó, tôi từ Đại Hàn về lại với gia đình sau cơn đại nạn. Còn Cường đến nhà tôi cùng với một kỹ sư trẻ. Anh ấy đến xin học tiếng Anh. Trước mắt tôi một thanh niên gầy yếu nhưng đôi mắt rất đẹp, đượm vẻ buồn và dường như ẩn chứa một lo lắng xa xăm nào đó. Không hiểu sao tôi cảm thấy thật gần gũi và tôi đã làm chứng cho hai thanh niên này về tình yêu của Chúa Giê-xu. Thế rồi từ đó Cường gặp lại tôi thêm vài lần nữa và bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Dạo đó Cường sống trong tình cảnh thật khó khăn. Mỗi tối Cường phải đi xe thồ rất xa, đưa khách từ thành phố về tận miền núi hẻo lánh để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nghe Cường kể về những nỗi nhọc nhằn của những đêm thức trắng chở khách thập phương, lòng tôi tràn ngập niềm thương cảm. Một thời gian sau đó, tôi đưa Cường vào làm trong trường dạy ngoại ngữ của mình. Em giúp tôi trông coi cơ sở vật chất. Thời gian này thật êm ả, thầy trò sống bên nhau cùng an ủi, nâng đỡ nhau trong tình yêu của Chúa. Tiếc thầy, chúng tôi sống gần nhau không lâu lắm vì một chương trình mà Chúa đưa đến rất bất ngờ. Gia đình chúng tôi phải rời Việt Nam sang Hoa Kỳ trong vòng 3 tuần lễ từ khi nhận được giấy mời nhập học. Trước giờ phút chia tay, thầy trò chúng tôi ngậm ngùi, không ai kiềm chế được nước mắt. Tôi còn nhớ như in thuở đó tôi có nói với em rằng: Cường ơi, hãy bám chặt lấy Chúa mà sống, Ngài sẽ thay đổi cuộc đời em nhất định đó, đừng lo nghèo khó. Cuộc đời thầy là một bằng chứng về tình yêu của Chúa, rồi em sẽ kinh nghiệm được điều này. Thế rồi chúng tôi ra đi mang theo một gói tiêu, cây nhà lá vườn của em biếu tặng. Tấm lòng của em và hương vị của hạt tiêu làm cho tình yêu giữa chúng tôi càng thêm mặn nồng. Sự cách chia từ đó, mỗi người mỗi cảnh, cuộc sống mới đầy dẫy thách thức, chúng tôi chỉ còn thì giờ nhớ đến Cường trong giờ cầu nguyện cuối tuần. Gần 8 năm trôi qua, chúng tôi mới có dịp gặp lại em. Cuộc sống của em đã trải qua bao nhiêu là biến đổi. Em đã trở nên giàu có, tài sản xe cộ đất đai, công ăn việc làm rất hanh thông. Chúa đã mở đường cho Cường một cách lạ lùng, còn hơn những gì chúng tôi mong ước. Nhưng một nỗi oái âm lại đến với em, bởi vì khi tiếp xúc với giới doanh nhân trong thương trường, khiến cho cuộc sống của em lún dần vào những thú vui của thế tục. Em bắt đầu vứt tiền qua cửa sổ trong những chỗ ăn chơi của giới thượng lưu. Bây giờ bản thân em đã là một giám đốc của một công ty xuất khẩu tư nhân. Cũng chính từ đây là nguyên nhân đưa đến sự đổ vỡ của hạnh phúc gia đình. Điều nguy hiểm và tệ hại nhất là đời sống thuộc linh của em bị Satan cướp mất. Em không còn đi nhà thờ nữa. Mặc cảm tội lỗi càng ngày càng làm cho em xa cách Chúa, không còn muốn tiếp xúc với những người anh em trong Chúa. Em không dám quỳ gối xuống để xin Ngài tha tội. Cứ thế hư hỏng chồng chất, vì em nghĩ rằng tội lỗi của em Chúa sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi về nhà được một ngày thì gọi ngay cho Cường, vì có nghe câu chuyện về em qua một người thân quen trong hội thánh. Nhận được điện thoại, Cường đáp máy bay về ngay, vì lúc đó em đang ở Sài Gòn.
cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài có chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời yêu ai, Ngài yêu cho đến cùng. Cường và chúng tôi gặp lại nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Sau bữa ăn tối nem lụi bên vỉa hè, Cường về nhà tôi và thầy trò ngồi xuống bên nhau hàn huyên tâm sự. Cường kể cho tôi nghe tất cả về em trong một giọng trầm ấm với khuôn mặt buồn. Tôi im lặng lắng nghe, không một lời trách móc. Tôi nắm lấy tay em, quàng qua vai và chúng tôi quỳ xuống để dâng Cường lên cho Chúa. Tôi hỏi em, Cường có muốn được Đức Chúa Trời tha thứ không? Ngài có thể tha thứ cho em hả thầy? Cường hỏi tôi trong ngấn lệ. Sao Ngài lại không tha thứ cho em được chứ? Nhưng em phải thật lòng ăn năn, từ bỏ những ngày đã qua, cầu xin Ngài bắt đầu làm lại từ hôm nay. Xin Ngài đổi mới tâm linh em. Tôi lật Kinh Thánh Thi Thiên thứ 51 và bảo em đọc câu 10 đến câu 12 và 17. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Lời Chúa chạm vào lòng Cường, môi em rung lên và âm thanh đứt quãng. Tôi nhận ra đâu đó tiếng thổn thức tận đáy lòng em. Cường, nhà tôi và tôi, cả ba đều khóc. Sau đó là lời cầu nguyện ăn năn của em một cách chân thành. Không khí trong phòng khác hẳn. Tôi nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh và tin quyết rằng Ngài bằng lòng tha thứ cho Cường. Đến phiên tôi đặt tay trên vai Cường cảm tạ Đức Chúa Trời vì chương trình tốt đẹp của Ngài. Chúng tôi dâng Cường lên cho Chúa với tấm lòng tan vỡ, khẩn thiết cầu xin. Từ trong tâm linh, tôi biết chắc sự hiện diện của Chúa và hình dung Ngài đang mỉm cười. Buổi tối hôm đó, cả ba chúng tôi nếm trải quyền năng của sự tha thứ từ Đấng toàn năng. Tình yêu ngọt ngào của Chúa Giê-xu và sự êm dịu của Đức Thánh Linh, đó là một trong những đêm phước hạnh nhất của chuyến đi này. Những ngày sau đó, Cường thường có mặt với chúng tôi trên cùng chuyến xe hơi đi thăm viếng các hội thánh, làm chứng cho những người thân yêu và dẫn đưa một số người tin nhận Chúa. Một trong những tân tín hữu này là một cô gái trẻ, bản thân là công an đang tại chức. Cha cô cũng ở trong ngành công an, là một sĩ quan cao cấp. Cường và cô gặp nhau trong một bệnh viện, cả hai đều nuôi người nhà bị bệnh. Cô gái ở trong tình trạng cô đơn không có người thân thuộc vì người nhà của cô đang nằm viện cách xa thành phố cô ở hàng trăm cây số. Cảm động trước hoàn cảnh của cô, Cường đã chia sẻ và nâng đỡ cô trong cùng cảnh ngộ. Cũng từ đó hai người quen biết nhau trong tình bạn đúng nghĩa. Trong chuyến đi Huế, Cường có nhà ý nhờ tôi làm chứng về Chúa Giê-xu cho người bạn này. Trước đây Cường đã từng nói với cô về tình yêu của Chúa nhưng chưa được đáp ứng. Tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi được gặp cô rồi cùng nhau dùng bữa trưa trong khung cảnh của một quán ăn cung đình. Tôi kể cho cô nghe vài mẩu chuyện về quyền năng của Chúa Giê-xu đã cứu bản thân tôi như thế nào, tình yêu của Chúa đã dành sẵn cho cô. Những giọt nước mắt của cô lăn nhẹ trên đôi gò má ửng hồng. Đức Chúa Trời đã chọn lựa cô, một người con gái có khuôn mặt dịu dàng và phúc hậu. Cô đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Có thể nói rằng Cường là một món quà đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi trong suốt chuyến đi. Thế nhưng ma quỷ thật là tinh ranh, tìm đủ mọi cách để tấn công Cường. Có lẽ vì chúng ghen tức khi Cường đã quyết tâm trở về ăn năn cùng Chúa. Tuy nhiên, trong mọi nghiệt ngã của đời sống, Đức Chúa Trời vẫn ở bên Cường. Ngài đã chọn lựa em làm con cái của Ngài, thì Ngài cho em sức sống thuộc linh mãnh liệt. Trong một thư em viết cho chúng tôi, cảm tạ Đức Chúa Trời đã thương xót con, đã cho con được làm con của Ngài.
Cảm ơn thầy cô những người đã cho em nếm trải được tình yêu của Chúa, dẫn dắt em về lại nhà cha sau những ngày em đi hoang trong đồng vắng. Em biết ơn Chúa vì Ngài đã cho những con người đã được Chúa chọn lựa và biến đổi luôn ở bên em trong những lúc ma quỷ và cả con người tấn công em. Thư Cường viết còn rất dài, tôi muốn mượn lời Chúa thay cho lời của em. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng đoạn 16 câu 33. Những ngày còn lại của tháng Giêng năm 2011. Anh em chúng tôi thường đi chung với nhau ba người: một thầy truyền đạo, một chấp sự của Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng. Chúng tôi thường lái xe đi ra khỏi cảnh ồn ào của thành phố. Chúng tôi đến những nơi thật im ắng trong cái không khí tĩnh mịch của núi rừng để cùng nhau cầu nguyện. Chúng tôi xin Chúa dẫn dắt để Ngài chọn lựa cho chúng tôi một hội thánh để có thể nhóm với anh em vào mỗi Chúa Nhật. Chúng tôi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam cùng với nhà cầm quyền sớm nhận biết Chúa để dân tộc chúng ta thoát khỏi xích xiềng của Satan. Chúng tôi cầu nguyện cho hết thảy các đầy tớ Chúa và con dân của Ngài tại quê nhà được che chở trong cánh tay quyền năng của Chúa. Chúng tôi cầu xin Chúa ban thêm ơn cho họ trong sự phục vụ Ngài. Chúng tôi cầu xin Ngài chỉ dẫn những nơi nào mà Ngài muốn chúng tôi đến thăm viếng, những ai mà Ngài đã lựa chọn cho chúng tôi cơ hội được gặp gỡ để làm chứng cho Ngài. Sự cầu nguyện thật linh nghiệm thay. Chúng tôi đến thăm một gia đình bà con trên đường Hoàng Diệu. Gia đình này theo Phật giáo truyền thống, họ là những tín đồ Phật giáo đã quy y từ lâu. Người chồng và cũng chủ gia đình hiện nay vẫn tiếp tục mặc áo lam đi chùa tụng kinh lễ Phật. Gặp lại tôi, chú ấy mừng rỡ vì sau những năm xa cách, chú ấy khoe với tôi rằng vừa di dời xong tượng Phật Thích Ca bằng đồng từ làng cũ đến an vị trong một ngôi chùa mới xây dựng. Tôi kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng trước khi chia tay, tôi hỏi thăm một đứa con của chú ấy: cháu Kim ở đâu rồi mà không thấy vậy? Cháu đang ở trên lầu anh ạ. Cháu bị liệt tay chân, đi lại rất bất tiện. Vợ chú ấy trả lời thay, tôi sốt sắng: tôi có thể lên thăm cháu được không? Dạ, để em đưa nó xuống. Mấy phút sau, một người phụ nữ trạc tuổi ngoài 40, mặt mày sáng quắc, hiền dịu, nhưng đi khệnh khạng rất yếu ớt. Hai bàn tay của cô co rút lại trông rất thảm thương. Chúng tôi nhìn cô lòng xót xa, trào lên mối thương cảm. Cháu Kim, lâu quá bác mới gặp lại cháu. Dạ, hai bác mới về. Giọng của Kim trong vắt. Cô nói tiếp: trí óc con vẫn minh mẫn, chỉ có điều chân tay như thế này đây. Tôi nắm bàn tay Kim, thầm nguyện xin Chúa mở lòng của cháu để nhận biết Ngài là ai. Tôi mạnh dạn hỏi: Kim ơi, Kim có biết Chúa Giêsu là ai không? Ngài có quyền chữa lành cho cháu đó. Tôi không bỏ lỡ cơ hội để làm chứng về quyền năng của Chúa qua những phép lạ chữa lành đã xảy ra trong đời mình. Cả gia đình chăm chú lắng nghe, và cuối cùng Kim đã bằng lòng được cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Sau đó tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tật cho Kim. Ba của cháu có vẻ bối rối, ông vội vã chạy lên lầu để thắp nhang. Còn cô tôi, tuổi gần 100, đang bệnh nằm trên giường. Cô cũng đồng ý để tôi được cầu nguyện cho cô bình an. Tạ ơn Đức Chúa Trời, nếu không bởi sự hiện diện và thương xót của Đức Thánh Linh thì những tấm lòng này không dễ dàng mềm mại như vậy. Trước khi tạm biệt, mẹ của Kim nói với tôi chân thành: nếu còn ở lại, xin mời anh đến đây cầu nguyện cho cháu nữa. Tôi thật vui mừng tạ ơn Chúa đã đoái thương, nhưng lòng vẫn còn trĩu nặng vì tôi phải chuẩn bị trở về Mỹ. Tuy nhiên, tôi có nhờ một anh em thay tôi thăm viếng. Tôi luôn nhớ đến Kim mỗi khi quỳ gối,
Chúng tôi ước mong sớm được quay về để đến cầu thay cho Kim và dẫn dắt cháu lớn lên trong Ngài. Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà Phạm Kim Lân, một sinh viên thần học đang về thăm gia đình. Lân hiện sống tại Florida. Chúng tôi đến nhà Lân theo lời mời của gia đình để dùng bữa cơm trưa. Bao nhiêu năm qua, Lân đã từng ước mong thân mẫu của mình tiếp nhận Chúa Giê-xu. Lân đã từng trăn trở với tôi bày tỏ khát vọng đó. Chúng tôi đặt vấn đề cầu nguyện với Chúa trong một đêm khẩn thiết trước khi đến nhà Lân. Trước khi dùng bữa, tôi mở đầu câu chuyện về những quyền năng của Chúa Giê-xu. Tôi kể cho bà nghe về chương trình cứu rỗi của Ngài ra sao đối với bản thân chúng tôi và gia đình. Chăm chú lắng nghe và thật lạ lùng, bà bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi ngợi khen Chúa bởi vì Ngài dùng đời sống nhỏ bé của chúng tôi để làm chứng cho tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Hơn tất cả những niềm vui khác, vì không có hạnh phúc nào hơn khi được đem một linh hồn về cho Chúa. Những ngày ở Mỹ, Lân thường điện thoại cho tôi và mơ ước có một ngày ngồi trên chiếc Vespa của tôi để cùng đi uống cà phê đâu đó và đem những linh hồn hư mất về cho cha. Chúa đã cho chúng tôi thỏa nguyện. Chúng tôi đã đi với nhau trên những con đường xinh đẹp của thành phố, nhìn xuống dòng sông Hàn ban đêm lấp lánh những vì sao. Lòng chúng tôi biết ơn Chúa, miệng chúng tôi không ngớt ngợi khen Ngài. Chúng tôi đi chung một con đường là thực hiện mạng lệnh của Chúa Giê-xu, đem tin lành đến cho những ai chưa được cứu. Lân đã tận dụng hầu hết thời giờ của mình để làm chứng cho giới sinh viên. Qua lời chứng của Lân, 5 sinh viên tiếp nhận Chúa. Hơn 30 sinh viên khác được nghe đến tin lành. Tôi cũng được biết Lân đã dùng những đồng tiền dành dụm của mình để dâng hiến cho những hội thánh có nhu cầu một cách rộng rãi và san sẻ cho nhiều anh chị em hầu việc Chúa tại quê nhà. Cả hai chúng tôi tràn ngập một niềm vui bất tận như lời bài thánh ca Gánh Lúa Về. Ban mai hăng hái lên đường, ta đem theo giống thiên thượng, luôn ban trưa trải ban chiều, đến tối giao cùng phường. Rồi trông cho lúa chín vàng, vui đem lưỡi hái lên đàn, gặt rồi bao bó lúa kia, vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay sung sướng thay, bó lúa đem về đây. Nào cùng nhau gánh lúa vô, đem nộp hết trong kho. Join in the morning sowing seeds of kindness. Join in the noontide and the dewy eve. Waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilly breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the loss sustained, our spirit often grieved. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
Cuộc sống của Lân đơn giản, nhưng tấm lòng của em chan chứa tình người. Lân là hình ảnh một thanh niên có tâm hồn trong sáng. Đức Chúa Trời đã dùng người trai trẻ này cách đặc biệt. Cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi quen biết nhau từ lâu, đã trải qua rất nhiều kỷ niệm vui buồn trong sự hầu việc Chúa. Những ngày ở quê nhà, chú cháu chúng tôi đi chung một con đường, cùng hướng về một mục đích: phục vụ Đức Chúa Trời. Ngày 16 tháng Giêng năm 2011. Chỉ còn 3 ngày nữa là chúng tôi phải lên đường trở về Mỹ. Thời gian trôi qua thật kinh khủng. Chúng tôi không có thời gian thư giãn cho riêng mình. Chưa có một bữa ăn đáng giá trong một nhà hàng đúng nghĩa. Những ngày qua tất bật và rộn ràng với công việc Chúa. Trở về với nỗi ưu tư riêng của mình, còn lại hai việc mà chúng tôi chưa giải quyết được, đó là việc bán căn nhà và bà nhạc tôi tin nhận Chúa. Chúng tôi có đăng báo bán căn nhà đang kinh doanh khách sạn. Khách đến xem nhà rất đông, nhưng chưa có ai mua được mặc dầu họ rất thích. Nhiều người đến mua đều có những tính toán lợi hại trong việc kinh doanh, bởi vì lãi suất ngân hàng mỗi ngày một tăng lên rất cao. Hầu hết những người đến coi nhà đều xem hướng, thậm chí có người mang cả la bàn để coi tuổi có phù hợp hướng này hướng nọ hay không. Tôi quá buồn vì biết rằng cuộc sống ngày nay người ta rất mê tín. Tôi đi nhiều nơi và thấy nhiều chỗ người ta thờ ông thần tài dưới đất khói hương nghi ngút, thậm chí những cơ quan nhà nước cũng có bàn thờ ông địa. Thật não nề với con người và thế sự, nhưng đức tin của chúng tôi vào một Đức Chúa Trời không nao sờn. Chúng tôi quỳ gối dâng trọn lên cho Ngài và cầu xin Ngài giải quyết kịp lúc. Lạy Chúa yêu thương của chúng con, Chúa ơi, cảm ơn Ngài đã bước đi với chúng con trong suốt những ngày qua. Cảm tạ ơn Chúa đã dùng sự hèn mọn của chúng con để làm chứng nhân cho tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài một cách kết quả. Vinh hiển danh Chúa. Phần chúng con cần bán căn nhà để có số tiền trang trải cho nợ nhà bên kia. Chúa ơi, đây là một nhu cầu khẩn cấp, xin Ngài đoái thương và giúp đỡ. Còn nữa, đã có biết bao nhiêu người tin nhận Chúa qua lời chứng của chúng con, bao nhiêu tâm hồn tan vỡ được ràng rệt, bao nhiêu nghi ngờ về một Đức Chúa Trời quyền năng được giải tỏa, bao nhiêu an ủi đã được đem đến cho nhiều người. Trong khi đó, mẹ của chúng con vẫn chưa chịu tin nhận Chúa. Lạy cha của chúng con, một người tin thì cả nhà được cứu. Xin Ngài hãy cứu mẹ của chúng con. Chúng con xin phó thác điều khó khăn này lên cho Chúa. Xin Ngài nhậm lời của chúng con. Chúa ơi, đây là ước mong lớn nhất của chúng con. Thật không thể nào tin nổi bằng con mắt trần của con người. Trong ngày hôm sau, một thanh niên trong Chúa đã bằng lòng mua căn nhà của chúng tôi và đem đặt cọc đúng y chang số tiền 30.000 đô la mà chúng tôi đang mong đợi. Đó là khách sạn Sion đường Hoàng Văn Thụ hiện nay. Một ngày hôm sau nữa, bà ngoại đã bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Tôi và nhà tôi đã khóc trong niềm phước hạnh vô biên. Chúa đã đáp lời chúng tôi trong sự cầu xin tha thiết suốt 30 năm qua. Chúng tôi cầu xin Chúa cho chúng tôi 20 linh hồn được cứu cho chuyến đi, nhưng Ngài đã ban cho nhiều hơn như thế. 31 người đã ăn năn và tiếp nhận Chúa. Trong đó có những con cái Chúa trở về thờ phượng Ngài sau những năm tháng lưu lạc. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi kẻ tôi tớ Ngài. Thi Thiên thứ 119 câu 65. Phần 18. Một cụ già được cứu sống. Ngày 23 tháng Giêng năm 2011, đó là một ngày đặc biệt. Đức Chúa Trời một lần nữa muốn bày tỏ cho chúng tôi biết rằng Ngài luôn bước đi với chúng tôi trên mọi nẻo đường. Từ Việt Nam trở về Mỹ được mấy hôm, nhà tôi bắt đầu đi làm việc lại vào ngày thứ hai. Tôi lái xe đi đón lúc 7:30 tối. Trời tháng Giêng thành phố San Diego hãy còn lạnh lắm. Hôm ấy mây đen kịt giăng khắp nên bầu trời tối om.
đường phố đèn vàng không đủ sáng. Đến một ngã tư đèn đỏ, tôi dừng lại đợi một chiếc xe phía trước đi thẳng. Khi đèn giao thông đổi màu xanh, tôi thong thả quẹo phải. Bỗng một âm thanh thật lạ, bùng, mạnh mẽ vang lên, dường như một mèo rừng to lớn đập mạnh vào trunk xe trước của mình. Phản xạ tự nhiên, tôi đạp thắng xe tức khắc và bước xuống. Vô cùng hốt hoảng, tôi vội kêu lên, "Chúa ơi, cứu giúp người này giúp con." Khi nhìn thấy một người đàn ông nằm sắp phía trước gầm xe của mình, chỉ cách bánh xe trước trong gang tấc, tôi quỳ xuống đỡ người đàn ông lên. Đó là một cụ già cao tuổi, rên khe khẽ, Đừng đụng vào tôi." Từ bên kia đường, hai người đàn ông khác đến giúp dìu ông cụ vào ngồi trên vỉa hè. Tôi ngồi yên lặng bên cạnh cụ, lo lắng và sợ hãi, chưa biết phải làm gì. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cho ông cụ bình yên và cho tôi qua cơn hoạn nạn. Sau một lúc, ông cụ tỉnh táo hẳn và nói rằng, "Tôi không sao, cậu đừng lo." Ông cụ nhặt chiếc mũ kiểu Lenin và cây gậy của mình lên. Trong khi đó, những chiếc xe cảnh sát vây quanh chúng tôi. Người ta rất hùng hổ, có vẻ như vô cùng nghiêm trọng. Họ hỏi tôi, "Anh đụng ông ấy à?" Thật ra tôi không rõ những gì đã xảy ra. Có lẽ ông ấy ngã xuống vì không nhìn thấy rõ. Nếu tôi đụng ông cụ, chắc ông ấy đã chết rồi. Sau đó họ hỏi giấy tờ xe. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi vừa thi đậu bài thi viết trong buổi sáng để renew bằng lái và đã được cấp giấy phép lái xe tạm thời. Còn bảo hiểm, con trai tôi mới đóng cách đó vài ngày. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã biết trước mọi sự nên chuẩn bị rất chu đáo. Trên bầu trời có máy bay trực thăng quần liện với ngọn đèn pha quét xuống. Bên dưới rất nhiều nhân viên cảnh sát, có xe cứu thương và bác sĩ đến khám cho ông cụ. Cuối cùng một nhân viên cảnh sát nói với tôi, "Ông ta không sao, anh có thể đi. Nếu có điều gì không ổn xảy ra, chúng tôi sẽ liên lạc với công ty bảo hiểm của anh." Tôi đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên trời để tạ ơn Chúa. Ngài diệu kỳ, Ngài là đấng hiện hữu khắp mọi nơi. Ngài đã cứu tôi tai qua nạn khỏi. Không ai có thể nghĩ rằng một cụ già yếu ớt kia ngã xuống trước gầm xe mà bình an vô sự. Thật tình tôi chẳng hiểu chính xác điều gì đã xảy ra và tại sao cụ già lại té xuống. Tôi chỉ biết và tin chắc một điều, Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi. Tôi đi đâu có Chúa đi cùng, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Thi Thiên thứ 139 câu 5 và câu 6. Bình an chinh chiến vui mừng thương đau, vì tương lai Chúa nắm giữ trong tay, quyền oai mắt Ngài nhìn khắp chân mây cuối trời. Dù mai sau bước thăng trầm đắng cay trong đời, dù lênh đênh chốn quê người xa xôi, dù cô đơn Đức sẽ an ủi luôn lau dòng lệ đắng xưa tan u buồn, vì Chúa trên trời tình thương cao quý muôn đời, từ chốn cao vời lòng rồi, tình thương ngăn cách gia đình chia phôi, thì
cha nhân ai sẽ không để tôi mồ côi. Chúa ơi xin cho con gần Chúa thôi. Lòng tôi luôn vững tin nhờ Giê-xu, từ ngôi cao Chúa đến bước lưu ly của tôi, tay Ngài diệu dắt đưa tôi trọn đời. Dù mãi sau thế gian này cháy tiêu tan tành, ngàn sao xa xuống kinh hoàng vây quanh, nguyện xin vào chốn yên vui muôn đời. Vì Chúa trên trời tình thương cao quý muôn đời, từ chốn cao vời lòng Ngài luôn sáng thương tôi. Từ thanh xuân đến tôi già phút xa lìa đời, tình thương yêu Chúa không rời xa tôi. Hồn linh nương cánh Chúa sẽ luôn được bình an. Chúa ơi xin cho con gần Chúa hơn. Dù mai sau đời mình ra sao, dù mai sau trôi giạt nơi đây, phần cuối. Ngoại ơi đừng đi nha. Chúa đã chọn tôi từ khi tôi còn là hài nhi thôi. Chúa đã gọi tôi khiến đời tôi nên mới. Ngài ban cho tôi ơn giáo tin mừng, tình yêu Ngài ban tặng. Tại nơi Gô-gô-tha chịu hy sinh cho người nhận cứu Chúa. Ngợi khen tình yêu Chúa muôn muôn đời, vì yêu Ngài cứu tôi và mong sao đời tôi. Những ngày đầu xuân Quý Tỵ, thời tiết California có nhiều thay đổi. Một dịch cúm lan tràn trong nhiều gia đình, cả những người lớn tuổi lẫn trẻ con. Duy cũng không tránh khỏi, anh bị cảm lạnh, nhức đầu và sổ mũi. Trời bên ngoài vẫn nắng, cái nắng tháng giêng khác với mọi năm làm cho con người uể oải. Thời tiết cũng làm ảnh hưởng ít nhiều trước một quyết định lớn lao mà Duy phải trả lời trước những ngày đầu của tháng 3. Thật không dễ dàng chút nào khi phải rời tổ ấm của mình để đến một nơi xa lạ. Mùa đông giá tuyết cực kỳ lạnh lẽo, mùa hè nóng cháy khô người. Đây không phải chuyến đi bình thường để mưu cầu cơm áo, nhưng đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Suốt cả tuần nay, từ khi nhận được thư mời hầu việc Chúa chính thức của một hội thánh từ vùng Alexandria, hình ảnh và lời nói của Phương Anh, Nguyên Thi, những đứa cháu ngoại cùng với đứa con trai út của mình với cái chân bước đi còn khập khỉnh sau một tai nạn. Những hình ảnh ấy
cứ lãng vãng và bám riết trong suy nghĩ của Duy. Bên cạnh đó là hình ảnh bầy chiên của Chúa cùng lúc thi nhau nhảy múa trong đầu óc của mình như là một cuộc tranh chiến dữ dội. Ngoại ơi, ngoại đừng đi nữa nha. Ngoại đi là con không chịu đâu, con sẽ khóc cho ngoại xem. Phương Anh níu lấy bâu áo của Duy mỗi khi thấy anh khoác áo vest ra ngoài. Tháng trước, Duy rời nhà để sang tiểu bang Virginia dự tuyển làm mục sư quản nhiệm. Chuyến đi mất 5 ngày, nhưng không biết bao nhiêu lần Phương Anh ở nhà gọi điện thoại sang thỏ thẻ. Ngoại đâu rồi? Khi nào ngoại về? Con nhớ ngoại lắm. Về đi, về với con đi ngoại ơi. Từ phi trường San Diego, một người anh em trong Chúa đón Duy về nhà. Vừa bước xuống xe, từ trong nhà, Phương Anh nghe giọng nói của anh. Con bé mở toàn cánh cửa, phóng một mạch ra đường, nhảy lên ôm chầm lấy cổ ngoại. Con bé ngã đầu vào vai Duy, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của nó vuốt nhẹ trên mái tóc hoa râm, rồi trên trán và trên đôi môi rộng mở của ngoại mình. Duy âu yếm xoa đầu đứa cháu 4 tuổi. Ở nhà con có nhớ ngoại không? Dạ, con nhớ ngoại nhiều lắm. Vậy sao? Ở nhà con có ngoan không? Dạ có. Ngoại đi Việt Nam hả? Ngoại đừng có đi nữa nha. Uyên thì đứa cháu đầu của Duy đã khôn lớn hơn trước. Con bé cũng rất yêu thương Duy, nhưng đằm thắm hơn, không còn pha trò hay quậy phá như đứa nhỏ. Cô bé thường nằm và gối đầu trên bụng ngoại mỗi khi đi học về để nghe ngoại kể chuyện tích kinh thánh. Có lần Duy bị cảm cúm, ngại thi bị lây bệnh. Anh bảo cháu, con hãy ra ngoài hoặc ngồi cách xa ngoại, nếu không sẽ lây cúm đó. Con cũng đã bị bệnh rồi mà ngoại, con thích nằm ở đây. Ngoại kể chuyện con nghe đi. Uyên thì không hề sợ lây nên trả lời liều như vậy đó. Còn gì hạnh phúc hơn khi hai ông cháu hí hửng bên nhau bách bộ trên con đường bê tông giữa những lối cỏ xanh để ngoại đón thi về nhà sau giờ tan học. Có những lúc trán của hai ông cháu chạm khẽ vào nhau khi mái đầu bạc dạy cho mái đầu xanh học kinh thánh. Thật không dễ dàng chút nào để quyết định lìa bỏ mọi thứ để ra đi. Duy ôm chặt hơn mái đầu bé bỏng của đứa cháu ngoại mình khi nghĩ đến ngày chia xa. Những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống. Duy cố kềm chế tiếng thổn thức trong lòng vì không muốn cháu mình biết rằng anh đang khóc. Nè, ngồi dậy đi con, mình ra ngoài hỏi thánh cầu nguyện nha. Hai ông cháu vội vã bước vào phòng nhóm và quỳ xuống bên nhau. Tay cháu trong tay ngoại, thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời, dâng lên Ngài những lời cảm tạ và nài xin. Bên ngoài, khung cửa sổ mở rộng, trên cành ổi, một con chim sẻ già nua, xe đôi cánh, che chở và mơn trớn chú chim con của mình. Cả tuần này, Duy ít nói hơn vì cứ lẩn quẩn với những dòng suy tư. Nhớ lại những ngày đối nại cùng Đức Chúa Trời để xin Ngài mở đường trong sự hầu việc Chúa, mặt đối mặt với bầy chiên của Ngài. Trong một môi trường khoảng khoát và rộng lớn hơn, Chúa đã nhậm lời. Thật ra không dễ dàng gì có được chỗ đứng trong một hội thánh Chúa ngày nay, nhất là hội thánh đã từng có những vị mục sư quản nhiệm đầy ơn và nổi tiếng. Thế nhưng, bởi ân điển và sự thành tín của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho Duy cơ hội vượt qua một cuộc phỏng vấn công khai trước toàn thể con cái Chúa, cùng với hai bài chia sẻ cho hội thánh được ơn Ngài. Duy đã được con cái Chúa hoan nghênh đón chào với những khuôn mặt rạng rỡ thân thương trong tình yêu của Ngài. Qua cuộc bỏ phiếu kín chọn lựa, Duy được biết kết quả đạt đến 87%. Và hiện nay, giấy mời hầu việc Chúa chính thức đang xếp nằm trong quyển kinh thánh cách cẩn trọng.
Tuy nhiên, Duy cảm thấy hơi bối rối khi trong lòng mình dường như đang có một cuộc tranh chiến giữa hai sự lựa chọn. Phượng vừa nấu ăn, vừa bày tỏ với chồng. Anh ạ, anh có suy nghĩ đến sự hụt hẫng của con Uyên, thằng Phước. Con của mình vẫn còn cần em mỗi ngày. Rồi lúc đau ốm hay có chuyện gì bất trắc xảy ra, biết tính làm sao khi mình ở cách xa hàng nghìn dặm. Chưa hết đâu, đêm đêm bé Thi và Phương Anh sẽ gõ cửa phòng mình kêu lên: ngoại ơi, ngoại hỡi, ai mà chịu nổi. Duy không dám nhìn vào mắt vợ, giả vờ như không nghe những gì Phượng vừa thở than. Anh uống cạn tách cà phê và mắt không rời quyển kinh thánh. Mình đi trong ý Chúa mà em. Con của mình rồi cũng sẽ trưởng thành hơn. Cháu của mình còn có cha mẹ chúng lo. Hãy mạnh mẽ lên. Đức Chúa Trời luôn cho mình những điều tốt nhất. Duy nói vậy để an ủi vợ. Thật ra một nỗi buồn nặng trĩu đang đè nén tâm tư anh. Dâng lên đôi bàn tay này, lòng con mong đem nhân ái trao cho người. Rồi khi Chúa muốn con làm gì, lòng con vui dâng đôi bàn tay, mong thay Cha luôn luôn đem yêu thương gieo trong. Đã nhiều đêm đi qua, Duy ít ngủ, cầu nguyện liên tục trong trí não của mình để muốn nghe thật rõ tiếng của Chúa. Thế rồi một buổi sáng thật sớm thức dậy lúc 2 giờ, Duy muốn thưa chuyện cùng Chúa, dâng lên cho Ngài nỗi niềm riêng của mình. Duy lật kinh thánh, những dòng chữ của chương sách Jonah hiện ra trước mắt. Ngươi hãy chờ dậy đến thành lớn kia Ninive để rao báo sứ điệp mà ta đã dạy bảo ngươi. Đó là sức mạnh đầy uy quyền thôi thúc Duy và có thể giúp anh vượt qua cái hạnh phúc của riêng mình mà phục vụ đấng toàn năng. Đó là câu trả lời từ Đức Chúa Trời, là đáp án mà Duy đang chờ đợi. Anh hoàn toàn tin cậy như vậy vì anh biết chắc rằng người Cha Thiên Thượng luôn bước đi bên cạnh để dẫn dắt cuộc đời anh. Nhớ đến những lời cầu xin sự vinh quang của Đức Chúa Trời tỏa rạng trên đời sống nhỏ bé hèn mọn nhưng yêu mến Chúa hết linh hồn của mình, Ngài đã làm thành việc đó vượt ra ngoài suy tưởng và mong ước của Duy. Không có lý do nào để khiến anh chùn bước. Thay vì muốn thối thác, Duy quỳ xuống thật thấp dưới chân Chúa để dâng lên những lời cảm tạ và ngợi khen Ngài. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Matthew đoạn 10 câu 37-38. Khi đã quyết định dứt khoát vâng theo tiếng Chúa trong sứ mạng cao cả ấy, từ trong lòng Duy như có ngọn lửa bùng cháy để bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Một nỗi khát khao tràn ngập trong trái tim anh là làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu thuộc linh của con cái Chúa đang mong đợi. Làm sao có thể góp phần cùng với con cái Chúa xây dựng và phát triển một hội thánh hiệp một trong thân của Đấng Christ? Làm sao có thể đem lại niềm tin yêu và hy vọng, nụ cười thỏa lòng cho hội thánh? Làm sao có thể dắt đưa những con chiên lạc trở về nhà Cha? Dâng lên đôi bàn chân lòng con mong đem nhân ái trao cho người, con ước đến những nơi Ngài cần đem ơn phước xóa bao lầm than, vì danh Cha con đi đến nơi nào Ngài cần con. Hỡi cứu Chúa, trước luôn
cứu rỗi cho tội nhân, và mong sao thế giới biết Chúa là tình yêu thương. Ngoài sứ mạng thiêng liêng và cao cả dành cho hội thánh, từ một góc nhỏ của lòng Duy cũng có một ước mơ bé nhỏ khác. Anh tin rằng một ngày nào đó, Phượng và anh sẽ sánh vai nhau bước đi trên những con đường êm ả để cùng nhau dâng lên những lời tạ ơn Chúa và đếm lại những ơn phước của Ngài ban cho. Rồi một ngày hè không xa, các con anh và hai cháu Uyên Thi, Phương Anh sẽ có dịp đến thăm xứ hoa anh đào. Washington DC không phải chỉ có những loài hoa sắc màu quyến rũ mà còn có cả trăm thứ hoa khác đầy gai góc. Cũng giống như hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay, không chỉ có ơn phước và tình yêu, nhưng có cả trăm thứ thách thức đang đợi chờ. Dẫu biết rằng như vậy, vì tất cả dường như làm lại từ đầu, nhưng nghĩ đến chương trình của Đức Chúa Trời với tấm lòng tin quyết rằng Ngài sẽ đồng hành với tôi tớ của Ngài để đem lại sự vinh hiển cho Đấng toàn năng, Duy hăng hái chuẩn bị hành trang để lên đường. Thì giờ còn lại cho gia đình quá ít, bởi vì Duy phải sắp xếp, chuẩn bị nhiều thứ trước khi ra đi. Vì thế, anh ưu tiên dành cho một số thời gian để gần gũi con và cháu ngoại của mình. Mỗi ngày, hai bận sáng và tối, vợ chồng Duy quỳ xuống bên nhau, thỏ thẻ kêu xin cùng Chúa ban thêm sức lực để vượt qua sự thách thức này. Mỗi sáng thức dậy, đứa con gái thứ nhì buồn so vì mỗi đêm con bé vẫn thường hay khóc từ khi nó biết rằng sắp phải sống xa ba mẹ. Còn hai đứa cháu vẫn hồn nhiên vì không hiểu biết gì về những ngày chia tay sắp tới. Duy cõng hai đứa nhỏ lên vai mình rồi ôm chặt chúng vào lòng, giọng anh như lạc đi. Ít ngày nữa thôi còn đâu, cháu ơi, ngoại phải đi rồi. Ông ngoại nói với ai vậy? Ngoại nói nhiều con chẳng hiểu gì hết. Uyên Thi nhìn ngoại ngơ ngác hỏi. Ông ngoại đi đâu? Không, ngoại đừng đi nữa nha, con không có chịu đâu. Hai bàn tay Phương Anh vuốt ve trên đôi má của Duy. Ngoài trời bóng tối đổ xuống thật nhanh, cái rét mướt của tháng 2 tràn qua khe cửa. Duy ôm thật chặt hai đứa cháu mình, ba mái đầu chạm khẽ vào nhau. California, ngày 22 tháng 2 năm 2013. Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cũng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin con. Gian Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa,
Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin con. Dâng Ngài tháng năm đó, hôn thân chí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống con ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin công đổi thay. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin.